It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I could never. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay Mạnh Tùng có một nhiệm vụ rất quan trọng, đó là phải tìm ra được một nhà hàng có sự lãng mạn, sang trọng và những món ăn ngon để giới thiệu cho cô bạn của mình. Và sau khi tìm hiểu trên các trang mạng, Mạnh Tùng đã có một địa chỉ, đó là nhà hàng Mong Pe. Và trước hết, Mạnh Tùng muốn đảm bảo chắc chắn đây là một sự gợi ý hợp lý và Mạnh Tùng sẽ phải đi thám tính trước. Chất Pháp thanh lịch có thể dễ dàng được thấy rõ từ sân ngoài với những chiếc bàn gỗ dù trắng và ánh nến lung linh. Vừa bước chân vào, Mong Pe sẽ chào đón bạn với tiếng nhạc dịu dàng và ánh đèn mê hoặc cùng những ánh nến lung linh bé nhỏ. Bên cạnh đó, nội thất phong cách cổ điển và cách bố trí kiểu phong màu tối với tông màu nâu trầm vàng tạo cảm giác thư thái, khơi gợi sự sáng tạo nhưng rất quý phái và thư giãn. Gives me everything and tenderly the kiss my lover brings, he brings to me. And cho mình một xà lách tôm với cả một món mì xoắn sốt cá ngừ. Quý vị và các bạn thân mến, điều đầu tiên mà Mạnh Tùng cảm nhận được khi bước chân vào nhà hàng đó là một cảm giác rất hoài cổ, từ thiết kế cho tới những vật dụng và cách bài trí đều mang hơi hướng của châu Âu. Những chiếc ghế sofa hay là những lọ hoa, thậm chí cả những chiếc loa này nữa đều có những điểm rất đặc biệt, cộng với không khí ấm cúng từ những giai điệu nhẹ nhàng ngọt ngào. Đây thực sự là một nơi rất hợp lý để chúng ta tạo ra được một không khí lãng mạn trong những buổi hẹn hò đấy. Love of mine will never die, and I love him. Như vậy là ngày hôm nay Mạnh Tùng đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình rồi. Quả thực, những món ăn của nhà hàng rất vừa miệng và ngon nữa. Ngoài ra, chúng ta còn được thưởng thức những món ăn này với một không khí rất sang trọng nhưng lại vô cùng lãng mạn. Có lẽ cô bạn thân của Mạnh Tùng sẽ cảm thấy hài lòng với địa điểm này đấy. I cried a tear, you wiped it dry. I was confused. Những cặp đôi yêu nhau luôn muốn dành cho nhau những bất ngờ thú vị. Bên cạnh những món quà đáng yêu, những cử chỉ ngọt ngào, thì các cặp đôi lúc nào cũng muốn tìm kiếm một không gian trữ tình, ấm cúng để chia sẻ những giây phút lãng mạn, cùng tạo nên những kỷ niệm khó quên với người yêu của mình. Somehow you needed me, you gave me strength to stand alone again, to face the world out on my own again. You put me high upon a pedestal, so high that I could almost. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay Mạnh Tùng đã có những cảm giác rất thú vị tại nhà hàng và hy vọng không chỉ cô bạn của Mạnh Tùng mà quý vị cũng hãy có thêm một gạch đầu dòng trong cuốn sổ tay những địa điểm chúng ta nên tới những buổi cuối tuần. Đến đây thì chương trình xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.